Kiểm toán nhà nước kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến việc chậm lập gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, chậm hoàn thành việc thông báo xét duyệt thẩm định đối với các đơn vị trực thuộc. Đây là nội dung đáng chú ý tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào sáng nay. Báo cáo kiểm toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho thấy, việc lập gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Tài chính cũng được Kiểm toán nhà nước nhận xét là chậm so với quy định. Một số đơn vị chậm gửi báo cáo về Bộ Tài chính, cá biệt là Bộ Y tế, làm ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định tổng hợp lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước cả năm. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đã yêu cầu đại diện Bộ Y tế giải trình vấn đề này trước Thường vụ Quốc hội. Một trong những cái lý do cái nộp chậm quyết toán là các cái đơn vị cũng nộp chậm lên trên Bộ Y tế, và đặc biệt là trong cái giai đoạn cuối năm 2021 đầu năm 2022 thì có một loạt các cái sự việc liên quan đến hậu Covid, thanh tra kiểm tra điều tra cũng như là các cái cán bộ, thế nên là các cái cán bộ cũng chưa thật sự, các cái đơn vị lãnh đạo cũng chưa thật sự tập trung để mà chỉ đạo cái công tác này, nên là dẫn đến là chậm nộp các cái báo cáo quyết toán lên Bộ Y tế, và từ đó thì Bộ Y tế cũng chậm trong việc tổng hợp và thẩm định ạ. Báo cáo thì chắc là chậm thì đã chậm rồi, liên quan trách nhiệm người đứng đầu. Vừa qua thì đã tăng cường các đồng chí thứ trưởng này thuộc các lĩnh vực liên quan đến kinh tế và tài chính bên kiểm toán. Đấy, cho năm nay chúng ta không thể đề nghị không thể chậm như thế được, khẩn trương. Trước đó, cơ quan kiểm toán cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến việc chậm lập gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, chậm hoàn thành việc thông báo xét duyệt thẩm định đối với các đơn vị trực thuộc. Các bộ, cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh trong việc đề xuất bổ sung dự toán chi thường xuyên nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài còn sai sót, chưa đảm bảo tiêu chí, đủ điều kiện, hồ sơ chứng từ đưa vào quyết toán năm 2021. Dẫn đến sau khi được Quốc hội thông qua dự toán bổ sung để quyết toán nhưng một số đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ. Kính thưa quý vị, tại phiên chất vấn được Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 tổ chức vào sáng nay, các đại biểu đã gửi đến lãnh đạo các sở ngành, chính quyền địa phương nhiều câu hỏi yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm liên quan đến 3 nhóm vấn đề: lập quy hoạch phát triển nông nghiệp, tổ chức thực hiện chính sách và những vi phạm trên đất nông nghiệp. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị địa phương cam kết thời hạn giải quyết các tồn tại. Dù có gần 60% diện tích nông nghiệp nông thôn gắn với các vùng xanh với giá trị gần 2 tỷ đô la Mỹ, nhưng báo cáo giám sát cho thấy còn nhiều tồn tại bất cập trong việc khai thác tiềm năng nông nghiệp của Hà Nội. Như quy mô sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, thị trường chưa ổn định, nhiều tồn tại vướng mắc trong thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư đất đai, tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách còn chậm trễ, chưa kịp thời, chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh, xây dựng chuỗi liên kết xuất nhập khẩu và các mô hình phát triển kinh tế lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế nhất định. Liên hoan nghệ thuật quần chúng công an nhân dân lần thứ 12, khu vực 4 vừa khai mạc tối qua, ngày 11 tháng 5 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với chủ đề 75 năm khắc ghi lời Bác. Sự kiện diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 năm 2023 với sự tham gia của 22 đơn vị công an và địa phương, hơn 800 diễn viên và 117 tiết mục. Các tiết mục dự thi tập trung các nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, hình ảnh công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng công tác văn hóa, văn nghệ trong công an nhân dân, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ và phát triển văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Thưa quý vị, mặc dù cơ quan quản lý nhà nước đã có nhiều giải pháp, nhưng nhiều chủ phương tiện vẫn gặp nhiều khó khăn, không thể đăng kiểm được ngay, mà phải chờ cả tuần, thậm chí 20 ngày mới đến lượt đăng kiểm. Để giải quyết dứt điểm tình trạng tồn đọng, ùn tắc thì theo tính toán của Cục Đăng kiểm Việt Nam, phải cần ít nhất 6 tháng để kiểm định hết số lượng phương tiện đang tồn đọng. Anh Đỗ Văn Anh, phường Linh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đặt lịch trực tuyến đăng kiểm qua app điện thoại. Anh lựa chọn một trung tâm đăng kiểm để đặt lịch, được báo lịch hẹn chờ tới 20 ngày. Điều đó có nghĩa là phải đến đầu tháng 6 xe của anh mới đăng kiểm được, trong khi xe đã đến kỳ đăng kiểm. Sốt ruột phải chờ đợi lâu, anh tiếp tục phải vào app của một trung tâm khác để tìm kiếm cơ hội gần nhất. Ra thì ngày 25 hiện tại như bây giờ thì còn 20 ngày nữa.
thì tạm thời là mình không được lựa chọn. Đây nha, mình lại lựa chọn một trung tâm khác này, cũng của Hà Nội. Ví dụ như là trạm 29 30 đây này. Đấy thì mình ấn lịch vào đây. Thì ở đây nó sẽ có những ngày mai vẫn có lịch luôn này. Ngày mai thì vẫn có lịch. Tức là nó app này nó sẽ tùy thuộc từng lịch và từng vùng, từng khu vực. Và nếu đăng kiểm thành công, chính anh đã chiếm một slot đăng kiểm ảo trên app, khiến những người đăng ký sau phải chờ nhiều hơn. Việc đặt qua app là để tránh ùn tắc tại các trạm đăng kiểm, nhưng vô hình chung lại tạo số lượng phương tiện đăng kiểm ảo trên app cũng tương đối lớn, làm kéo dài thời gian chờ đợi đăng kiểm của các chủ phương tiện khác có nhu cầu thực sự. Đăng ký của online ở trên trung tâm này làm vào mất độ 15-20 ngày. Mà bây giờ đăng kiểm rất khó khăn. Bây giờ doanh nghiệp mình rất nhiều xe mà bây giờ đăng kiểm không đăng kiểm được là mình cũng mệt mỏi. Nhiều cái chi phí vào doanh nghiệp rất nhiều. Thực ra là cái nhu cầu của người dân vẫn rất là cao. Hiện nay theo tính toán thì cái lượng khối lượng mà người dân đến chu kỳ đăng kiểm ấy là nó đang vượt tầm khoảng 140% ở thời kỳ hiện tại. Chính vì thế nên mà cái lượng xe là theo nhu cầu người dân là rất là đông so với thực tế ở khu vực Hà Nội này. Kéo dài chu kỳ kiểm định đối với các cái xe đang điều hành thì tôi cho rằng đây là một cái cố gắng rất lớn, vừa đảm bảo chống các cái ách tắc công tác đăng kiểm hiện nay, đồng thời là cũng là giảm cái số lượt xe đi kiểm định, và như vậy thì có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức và chi phí liên quan công tác đăng kiểm. Đồng thời cũng là vấn đề này vẫn duy trì được cái công tác an toàn. Theo thống kê, số xe cá nhân dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải đến hạn kiểm định hàng tháng hiện chiếm từ 33-43% trên tổng số phương tiện đến hạn kiểm định. Các chuyên gia cho rằng nếu số này được áp dụng ngay chu kỳ kiểm định sẽ lập tức giảm tải cho các đơn vị đăng kiểm. Bên cạnh đó, không nhất thiết chủ xe phải đến trung tâm đăng kiểm, cần thiết kế ứng dụng để người dân có thể chỉ cần vào app, nhập thông tin phương tiện là sẽ có thể xác nhận điện tử để xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra trên đường. Ngày hội biển đảo quê hương năm 2023 vừa được Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tổ chức sáng nay nhằm giúp cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn hiểu rõ hơn về các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn hiện nay. Trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như các tiết mục văn nghệ tự hào biển đảo quê em, cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu biển đảo Việt Nam, phần thi các trò chơi liên hoàn thể hiện sức mạnh, dẻo dai, khéo léo, tinh thần rèn luyện của các em học sinh để sẵn sàng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, thầy trò ngành giáo dục đào tạo quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được nhận những lá cờ lưu niệm có chữ ký của các cán bộ chiến sĩ huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, đề án tuyên truyền về biển đảo Việt Nam cho học sinh quận Hoàn Kiếm góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được ban hành với nhiều hoạt động phong phú, nội dung thiết thực.